Tìm thấy thi thể nữ giáo viên và hai con nhỏ trên sông sau một ngày mất tích, điều kỳ diệu đã không xảy ra. Khoảng 8 giờ 30 phút sáng ngày 10 tháng 5, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể nữ giáo viên cùng con gái nhỏ 9 tháng tuổi. Ông Nguyễn Tiến Chức, bí thư đảng ủy xã Cẩm Văn, huyện Cẩm Giàng, Hải Dương thông tin với Zing. Thi thể hai nạn nhân được tìm thấy trên sông Thái Bình về xuôi, đoạn chảy qua địa bàn, cách vị trí có xe đẩy em bé khoảng 1 km, theo lời ông Chức. 6 giờ cùng ngày, thi thể bé gái 2 tuổi cũng được tìm thấy trong cùng khu vực. Cả ba người đều là nạn nhân trong vụ ba mẹ con nữ giáo viên mất tích trước đó. Đến nay, công tác tìm kiếm của cơ quan chức năng đã hoàn thành. Từ chiều ngày 8 tháng 5, hiện trường luôn có lực lượng hơn 100 người của tỉnh, huyện, xã mò tìm suốt ngày đêm. Ban đầu chúng tôi cũng hy vọng đây chỉ là hiện trường giả, nhưng điều kỳ diệu đã không xảy ra, ông Chức nói. Cơ quan chức năng đang hoàn thành các thủ tục cần thiết để bàn giao thi thể ba nạn nhân cho gia đình lo hậu sự. Trước đó, vào sáng ngày 8 tháng 5, chị VTHT, 31 tuổi, giáo viên một trường mầm non trú tại xã Cẩm Văn, nói với mẹ chồng đưa hai con gái nhỏ 9 tháng tuổi và hơn 2 tuổi đi chơi. Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, một số người quen nhận được tin nhắn của chị T, có nội dung từ biệt nên báo với chồng nữ giáo viên. Người thân sau đó tổ chức đi tìm kiếm. Tại khu vực ven sông Thái Bình, họ phát hiện trên bờ có điện thoại, xe đẩy em bé cùng dép của người lớn, trẻ nhỏ. Những đồ vật này được người thân xác định là của mẹ con chị T. Từ vị trí xe đẩy em bé, ngành chức năng phát hiện có dấu chân đi hướng về phía mép nước nên huy động lực lượng tìm kiếm trên sông. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.